Dạo một phòng. Bây giờ mình ngồi đây các bạn. Chia sẻ cho các bạn. Ok. Chị Lê xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của Chị Lê. Bữa nay là ngày cuối tuần, trưa nha, trưa cuối tuần, cũng là sắp hết tháng 6 rồi các bạn. Thì Chị Lê bữa nay muốn chia sẻ cho tất cả các bạn, quý vị anh chị em về cuộc sống tại thành phố New York. Như bạn về hưu có đủ xài không, có đủ tiêu chi tiêu hay không, thì đó là cái đề tài bữa nay Chị Lê muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Thì có một số người phần đông là người Mỹ các bạn, người ta về hưu á, người ta làm tại thành phố New York này nè, khi người ta về hưu á, người ta qua những cái tiểu bang khác người ta sống, như là cái tiểu bang Nevada nè, ở trên đó nhà chắc là rẻ luôn. Có một số người ta về Florida, người ta ở, người ta bán nhà ở New York nè, giá một căn nhà ở New York các bạn bán ra hiện nay là trên 1 triệu, và khi mà người ta bán ra xong á, người ta lấy số tiền đó mình về Florida mua cái nhà khoảng 300 ngàn, 400 ngàn là cái nhà rất là đẹp luôn và rộng rãi, có hồ bơi luôn. Còn như một số tiền thì chi tiêu cho tới cuối đời các bạn. Thì khi mà người ta làm cho tại thành phố New York mà làm thời gian lâu dài đó, người ta có tiền hưu, có tiền an sinh xã hội. Mình đang chia sẻ cho bạn có cuộc điện thoại gọi đến cho nên mình quên luôn cái ý tưởng nãy mình mới nói xong các bạn. Ok, nãy mình nói về vấn đề đa số là những người mà người Mỹ các bạn, không phải là người Mỹ không mà người Á Châu cũng vậy. Khi người ta làm việc tại thành phố New York lâu dài đó, thời gian lâu dài, và khi người ta về hưu á, người ta đi về những cái tiểu bang khác người ta ở, nó rẻ hơn. Như là nhà cửa nó rất là rẻ luôn, một căn nhà các bạn bán ở New York nè trên 1 triệu, thì các bạn mua nhà trong những cái tiểu bang khác á, như là Florida khoảng 300-400, là Texas khoảng 200-300 hoặc là bao nhiêu đó, mà nó rất rẻ hơn giá nhà ở New York luôn bạn. Và khi các bạn bán xong rồi, bạn còn dư số tiền các bạn có thể chi tiêu cho tới cuối đời luôn. Ngoài ra bạn có tiền an sinh xã hội nữa. Thì những người mà làm trong làm cho công ty á, làm cho nhà nước hay gì đó, thì sau 30 năm, 35 năm thì cái lãnh tiền an sinh xã hội cũng ít chứ khoảng trên 2.000 tháng là cũng đủ chi tiêu hàng tháng rồi các bạn. 2.000 đô một tháng, trung bình là khoảng 2.100 tới 2.500, đó là cái tiền trung bình tiền an sinh xã hội mà người Mỹ có thể lãnh được. Thì số tiền này thì họ qua những tiểu bang khác sống thoải mái luôn. Đó là cái cuộc sống của những người về hưu, khi người ta về hưu tại thành phố New York, về những cái tiểu bang rẻ tiền như Florida, Texas. Những tiểu bang đó thì giá nhà rất là rẻ luôn, đâu cần phải ở tiểu bang New York đâu. Thì video đây Chị Lê muốn chia sẻ cho các bạn là khi về hưu tại thành phố New York này thì cái tiền hưu đó đủ sống hay không, đó là cái đề tài chính Chị Lê muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Xin mời các bạn theo dõi nha. Như Chị Lê đã chia sẻ đó bạn, thì cuộc sống tại thành phố New York này thì bạn phải, giả sử như bạn có nhà nha, thì bạn trả tiền thuế nhà nè, tiền bảo hiểm nhà nè, rồi tiền mấy cái bill này nọ vô nữa cũng khoảng tháng khoảng 2.000 tới 2.500 một tháng các bạn. Rồi bạn phải trả tiền ăn tiêu, tiêu dùng hàng ngày đó là trên 1.200 cho tới 1.500 nữa. Thành ra bạn phải có 3.500 một tháng. Đó là 3.500 một tháng khi các bạn sống tại thành phố New York. Và với điều kiện là bạn không có thiếu nợ nhà băng nha bạn. Bạn có nhà nè. Đó. Thì khi bạn có nhà thì bạn chi phí ra hơi nhiều hơn chút. Nhưng mà bạn làm chủ của nhà thì giá nhà nó càng ngày càng lên các bạn. Thì đó là cái lợi tức của mình. Và ở rộng rãi nữa. Còn nếu bạn không có nhà thì bạn mướn nhà thì một tháng cũng khoảng 1.500 tới 2.000 tháng này, cũng giống như xem thôi, nó cũng gần ngang nhau vậy bạn. Khi bạn có nhà thì ok, thoải mái hơn, và giá nhà nó càng lên thì đó là một, cũng là một cái cách đầu tư, đó là một cái cách đầu tư nhà cửa và bạn kiếm tiền luôn đó. Đó thì đối với lại những người mà làm lương ở đây á, thì khi mà họ làm ba mấy năm, bốn mấy năm rồi bạn, thì bạn để dành được một số tiền rất là nhiều trong cái quỹ 401k rồi tiền an sinh xã hội, hai thứ tiền này cộng vô cũng khoảng trên 3.000, bảo đảm luôn là trên 3.000 tháng. Đó là cái tiền hưu trí của những người làm tại thành phố New York lâu năm á.
từ 3.000 cho tới 4.000 một tháng, đó là ít nhất các bạn, ít nhất đó, đó là cái tiền hưu trí của họ. Chile không có dám khoe mẽ nha, Chile cũng về hưu rồi đó. Thì Chile chia sẻ thật sự luôn, tại Chile làm trong cái hãng điện đó, thì Chile có cái tiền pension plan trong công ty, ngoài ra Chile cũng có cái tiền an sinh xã hội, thì hai cái thứ tiền này cộng vô cũng ít nhất cũng nhiều tiền lắm nha. Chile không có dám khoe đây nha, Chile không dám nói tiền, nhưng mà Chile nó chỉ nói rằng là cái giá tiền mà hưu trí trung bình của người Mỹ sống tại thành phố New York này nè, khi họ về hưu á, thì họ có số tiền rất là dư giả luôn, nhưng mà họ muốn về những cái tiểu bang rẻ tiền họ sống để họ có một số tiền dư ra họ đi chơi đó. Thì nói chung á, là nếu mà bạn có quyết tâm, có ý chí làm ăn, làm có công ăn việc làm đàng hoàng thì khi các bạn về hưu thì cuộc sống rất là thoải mái, nếu mà các bạn vẫn còn sống tại thành phố New York này. Và nếu mà bạn không có muốn sống tại thành phố New York, bạn qua những tiểu bang khác thì cũng ok thôi. Mà cái video này Chile chỉ nói là những người sống tại thành phố New York khi họ về hưu, tiền an sinh, cái tiền hưu trí có đủ xài không, thì Chile mới chia sẻ xong đó, thì đủ xài các bạn. Tuy nhiên cũng có một số thành phần họ không có may mắn, công việc của họ bấp bênh các bạn, có khi có khi không, nhưng mà khi họ về hưu thì cái tiền họ lĩnh ra không có nhiều, nó không có đủ xài, thì họ qua những cái tiểu bang khác họ sống đó. Thì cũng có là một số người người ta có vợ chồng, nếu mà họ có vợ chồng thì hai người nhập chung cái tiền income trở lại thì cũng ok thôi. Nếu mà các bạn nào mà muốn biết nhiều chi tiết thêm về vấn đề chi phí khi sống tại thành phố New York các bạn, thì sau đây Chile sẽ phân tích một cách rõ ràng hơn cho bạn xem. Đối với đây những người mà có làm chủ nhà nha, mà không có thiếu nợ nhà băng á, thì mỗi một tháng á, thì họ cũng phải trả tiền thuế đất nè, tiền thuế đất hàng tháng cũng khoảng 700 cho tới 800 một tháng, nếu mà họ làm chủ nhà nha bạn. Còn nếu mà làm chủ về condo thì nó khác nữa, nó rẻ hơn chút. Rồi bạn phải trả tiền gas nè, tiền gas hàng tháng cũng 100 mấy 200, đó là trung bình đó. Rồi tiền nước nè, tiền nước khoảng vài chục, rồi khoảng 50-60 thôi. Rồi tiền điện nè, tiền điện tháng cũng khoảng 100 mấy 120 130, nếu mà bạn xài máy lạnh nhiều thì khoảng lên 150, đó là tiền trung bình nha. Tiền điện thoại nè, cell phone đó, rồi tháng cũng khoảng 100 mấy nữa, bảo hiểm xe hơi nè, rồi mấy cái tiền đó cộng lại, rồi bảo hiểm nhà cửa nữa, rồi cũng 1.000 mấy một tháng các bạn, 1.000 mấy 2.000 một đồng một tháng đó đó. Rồi bây giờ nói với tiền ăn thì cho một tháng các bạn tiêu khoảng 800 cho tới 1.000 đồng là cũng khoảng 3.000 đồng tháng các bạn. 3.000 đồng tháng nếu mà các bạn không thiếu nợ nhà băng đó. Đó là những cái chi phí chị đây mới trình bày cho các bạn. Rồi nói về vấn đề du lịch nha, bạn muốn đi du lịch đó thì bạn phải bỏ thêm tiền túi ra trong cái quỹ saving account các bạn xài. Còn nếu mà các bạn chi tiêu không hết đó, như là tiền an sinh xã hội với lại tiền hưu trí của bạn làm cho công ty đó, bạn lãnh ra hàng tháng được mấy ngàn, 5-6 ngàn cho giải tỷ gì đó, thì bạn đâu có tiêu hết đâu, bạn còn dư một số tiền, thì bạn dùng cái số tiền dư đó đó các bạn đi du lịch, hoặc là nếu mà đi du lịch lâu dài thì các bạn rút thêm tiền trong cái savings account hoặc là cái quỹ 401k. Còn có một số bạn họ không có quỹ gọi là hưu trí trong công ty, tức là quỹ pension plan đó, thì họ cũng có cái tiền quỹ 401k mà công ty đã cho. Thì nói mà tính ra thì khi mà các bạn làm trong một công ty á, nó có cái quỹ đầu tư 401k á, thì bạn phải bỏ vô 5-6%, công ty nó cho bạn thêm 5-6%, và sau một thời gian các bạn làm một thời gian ít nhất vài chục năm á, thì bạn có số tiền để dành rất là khủng trong cái account của bạn. Thì bạn mỗi tháng các bạn trích ra từ từ, bạn xài dần dần hết các bạn, thì đó cũng là một cái nguồn mà tài chính của bạn cho bạn mà hàng tháng các bạn đâu có thiếu đâu đó. Thì đây là cái sự chia sẻ thật sự của Chile cũng có gặp một số bạn bè họ không có pension plan mà họ có cái tiền an sinh xã hội một tháng cũng khoảng 2.000 mấy, rồi cái tiền 401k của bạn thì họ cũng có cái tiền 401k họ trích ra mỗi tháng cũng khoảng 1-2 ngàn đó, họ bỏ thêm vô thì tháng cũng được ít nhất khoảng 3-4 ngàn cho lên, thì cũng đủ xài thôi các bạn.
chứ đâu có thiếu đâu. Thì có một số bạn nói rằng là ở cuộc sống ở tại thành phố New York quá mắc mỏ, sống không có nổi, khi về hưu thì không đủ xài. Cái điều đó cũng đúng thôi, nếu mà những người đó không có may mắn, họ làm công việc low income thì họ không có may mắn, cho nên cái sự tài chính của họ bị thiếu hụt một chút, thì họ về những cái tiểu bang khác họ sống thì cũng ok thôi. Đối với một số người còn sống tại thành phố New York này, khi họ về hưu thì họ ở đây luôn, họ đâu có đi đâu đâu. Như Chile nè, Chile sống ở đây 30 mấy 40 năm, Chile đâu có đi đâu đâu. Chile về hưu rồi mà Chile cũng đâu có cần qua những cái tiểu bang khác sống đâu bạn. Tiền hưu trí là cũng là thoải mái luôn đó. Chile không có dám nói con số nha, nhưng mà Chile nói rằng là cái tiền hưu trí lại cái tiền an sinh xã hội lãnh ra là thoải mái luôn đó. À, cũng có một số Việt kiều bạn, người ta không thể nào sống thành phố New York á, tại vì họ không có kiên nhẫn. Họ nói rằng là ở New York á, cái gì cũng cao, vật giá leo thang, mướn nhà cũng cao, rồi công ăn việc làm thì không có nhiều á, rồi phải có trình độ, phải có bằng cấp thì mới có công việc lương cao được. Thì một số người ta chịu không nổi đó, người ta qua tiểu bang Virginia, rồi một số người ta đi về Texas ta ở đó. Thì hồi xưa thì Chile có rất nhiều bạn bè ở đây, lúc mà còn tuổi đi học á, thì Chile có rất nhiều, và những người này họ sống ở New York bởi vì sao? Tại vì họ có gia đình, cha mẹ, họ có công ăn việc làm, họ làm rất là nhiều tiền, cho nên họ được cung cấp tiền bạc bởi cha mẹ của họ, cho nên họ sống ở đây. Nhưng mà sau khi họ ra trường các bạn, họ vào họ đi về những cái tiểu bang khác họ sống, họ không ở New York nữa. Tại vì ở New York này nè, đối với lại cái ngành nghề của họ mà họ đã học xong đó, không có kiếm được việc làm, cũng có thể là họ có nó không có được may mắn như Chile thôi. Chile khi mà Chile mới ra trường là Chile đã có việc làm ngay, tại vì Chile cũng có trình độ đó. Cho nên Chile nói rằng là Chile rất là may mắn khi Chile mới ra trường xong đó, Chile có việc làm. mình đang nói chuyện các bạn, tự nhiên trời mưa đổ xuống rồi nắng nó hất vô bên kia quá trời luôn, mình đổi cái vị trí khác nữa. Để mình uống miếng nước chút các bạn. Các bạn thì hưu trí khi các bạn về hưu, khi các bạn sống tại thành phố New York này, bạn về hưu thì nó tùy theo hoàn cảnh của mỗi người các bạn. Có một số người ta làm có công việc rất là tốt luôn, và cũng có một số người ta có công ăn việc làm, kinh doanh buôn bán nhỏ bán lớn gì đó, họ có số tiền rất là nhiều. Và có người thì những cái thành phần này á, thường thường là họ khi mà họ về hưu á, họ ở thành phố New York này thấy mệt mỏi quá rồi, ồn ào quá rồi, cái gì cũng mắc mỏ, họ cũng về những cái nơi rẻ tiền hơn như Florida. Có một số người về Florida ở, bạn ta mua nhà villa lớn lắm, về Florida ở sướng chán luôn á. Cũng có một số người ta không có điều kiện, người ta làm ăn công ăn việc làm không có ổn định á, rồi khi mà họ về hưu chỉ có ngàn mấy hai ngàn thôi thì đâu có đủ sống đâu. Khi mà trường hợp đó thì người ta về những cái tiểu bang khác người ta sống thì cũng ok thôi. Đó thì New York là một cái thành phố rất là mắc mỏ luôn, cái gì cũng mắc á, nhà cửa lên giá, rồi giá mướn một cái phòng cũng ngàn mấy hai ngàn. Thì mình lãnh cái tiền an sinh xã hội ra về hưu trí có ngàn mấy thì sao đủ sống. Tại vì cái tiền an sinh xã hội đó, nó tùy thuộc vào cái số lương của mình và cái số năm làm việc của mình. Thì người ta yêu cầu là mình phải làm đúng 35 năm và cái lương của bạn là bao nhiêu nữa. Và bạn làm phải liên tục nha, bạn có ít nhất khoảng 40 tín chỉ đó. Và nếu mà cặp vợ chồng thì hai người hợp hùng tiền lại thì cũng có vài ngàn trở lên thì cũng có thể sống tiểu bang New York. Và nếu mà có một người đi làm, người vợ thì chăm sóc con cái, không có income đi vô, không có việc làm đàng hoàng như lúc mà mình còn nhỏ, thì chỉ có một income từ người chồng hoặc là người vợ thôi, thì cái số tiền mà lãnh về hưu trí nó không có nhiều, thì đương nhiên là họ phải về những cái tiểu bang rẻ tiền hơn họ sống đó. Thì đây là cái video Chile muốn chia sẻ là
lương hưu trí tại thành phố New York khi các bạn về hưu đủ sống hay không. Đó là cái video mà Chile muốn chia sẻ bữa nay. Ok các bạn, Chile xin tạm dừng video đây. Các bạn thấy video này thú vị, hấp dẫn và hữu ích, hãy chia sẻ những nút like ủng hộ cho kênh của Chile. Chile xin chào tạm biệt tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chile TV, bye bye, xin hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.